Ngày 27 tháng 6 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Lumi Việt Nam chính thức ra mắt loa thông minh Milo điều khiển ngôi nhà bằng giọng nói tiếng Việt ba miền Bắc Trung Nam, một sản phẩm được nghiên cứu và phát triển thành công sau hơn 2 năm. Hãy thử hình dung, người dùng có thể điều khiển mọi thiết bị trong ngôi nhà từ đèn chiếu sáng, điều hòa, rèm cửa, bình nóng lạnh bằng chính giọng nói của mình. Thông qua những câu thoại đơn giản, dù là giọng miền Bắc, Trung hay miền Nam, Milo Smart Speaker đều hiểu và thực hiện những yêu cầu của chủ nhân một cách dễ dàng. Sản phẩm của chúng tôi thì được sản xuất hoàn toàn bởi các kỹ sư của Việt Nam và chúng tôi thiết kế những sản phẩm chất lượng là vấn đề quan trọng nhất. Và để làm được chất lượng tốt thì chúng tôi đều nhập khẩu những cái linh kiện chính hãng của các hãng nổi tiếng. Các sản phẩm thì được thiết kế rất là dễ dàng thi công lắp đặt và trải nghiệm người dùng cũng rất là dễ dàng sử dụng. Tất cả các câu lệnh được mã hóa và giọng nói của bạn sẽ được thực hiện sau cái câu từ khóa OK Lumi. Còn trước từ khóa thì thiết bị sẽ không nhận dạng được. Sản phẩm của chúng tôi sẽ khôn lên hàng ngày. Tôi muốn nói cái từ khôn, bởi vì cái từ khôn là nói về cái đặc tính của sản phẩm mà cũng nói về cái thiết kế của sản phẩm, nhìn nó phải khôn. Thì khi mà chúng ta nói càng nhiều thì sản phẩm sẽ cập nhật được những cái ý muốn của chủ nhà, và chúng tôi cũng liên tục là thu thập những cái dữ liệu của ba miền Bắc Trung Nam, nói rất nhiều giọng để nạp vào trong cái bộ sản phẩm này và nó sẽ hiểu được nhiều hơn khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Loa thông minh Milo của Lumi Việt Nam đã đạt chứng chỉ CE châu Âu và chứng chỉ UL, chứng chỉ bo mạch phần cứng đạt chuẩn quốc tế, cho phép xuất khẩu 104 quốc gia trên thế giới. Và đây là sản phẩm duy nhất tích hợp hai chuẩn truyền thông không dây Zigbee và Z-Wave, giúp thiết bị hoạt động ổn định và mang lại vạn tiện nghi cho người dùng. Sản phẩm đã được xuất khẩu tới 6 quốc gia trên thế giới: Ấn Độ, Australia, Brazil, Thái Lan, Úc và Campuchia. Trước đó, đầu năm 2018, sản phẩm loa Milo cũng được Lumi Việt Nam và công ty Z-Wave của Ấn Độ giới thiệu phiên bản quốc tế ở triển lãm công nghệ CES Mỹ. Công ty cổ phần Lumi Việt Nam cung cấp nhiều giải pháp nhà thông minh như cảnh báo chống trộm, chiếu sáng thông minh, điều khiển rèm tự động, giải pháp thông minh cho điều hòa, TV. Theo đại diện công ty, đến nay hơn 20.000 hộ gia đình sử dụng nhà thông minh Lumi. Hiện nay có rất nhiều hãng phát triển cái sản phẩm giọng nói như Google, Amazon, Apple. Dự kiến năm 2018 sẽ có 56,3 triệu thiết bị được bán ra. Điều đó cho thấy là cái xu thế mà giọng nói này mang lại những cái tiện ích nhất định trong cuộc sống. Thì chúng tôi cũng phát triển một cái sản phẩm tiếng Việt, và cái sản phẩm này thì sẽ mang lại những cái tiện nghi dành cho người Việt, vì chúng ta phát âm tiếng Việt sẽ dễ hơn là phát âm tiếng Anh, và sẽ rất phù hợp cho giải pháp ngôi nhà thông minh mà lắp được trong những căn hộ chung cư hoặc là nhà liền kề hoặc là biệt thự. Nhà thông minh Lumi hiện có mặt trên hệ thống 150 đại lý trên toàn quốc và một nhà phân phối chính thức tại Australia. Tại Việt Nam, hàng nghìn dự án lớn trên cả nước đã lắp đặt và sử dụng giải pháp nhà thông minh Lumi. Các giải pháp nhà thông minh Lumi bao gồm điều khiển rèm tự động, an ninh cảnh báo chống trộm, điều khiển điều hòa, TV, bình nóng lạnh, giải pháp ánh sáng thông minh.